Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với bài viết 8 lời khuyên dành cho seller mới bán hàng trên Shopee từ tác giả Vũ Minh Trà. Và mình như thường lệ là Andy. Mua hàng trên Shopee thì đã quá quen thuộc với anh em rồi, nhưng bán hàng trên Shopee thì chưa chắc nha. Cùng tìm hiểu xem 8 lời khuyên dưới đây có giúp bạn có một khởi đầu rực rỡ với nghiệp con buôn không nhé. Lời khuyên thứ nhất, xác định tâm thế, tinh thần khi lao vào Shopee. Việc xác định tâm thế của seller Shopee rất quan trọng. Shopee thì thay đổi liên tục, thương mại điện tử biến đổi hàng ngày và luôn có cơ hội cho những người mới, nhưng không dành cho những người quá FOMO. Thế trên lập nghiệp bạn A khoe có sổ đỏ nhà Vinhome nhờ bán Shopee, hay bạn B quay video bán giấy dán tường ngày vài ngàn đơn, thì cứ kệ mẹ họ. Mừng cho họ, còn bạn hãy cứ tập trung vào con đường đi của bạn. Những bước đầu tiên, tất cả seller đều gặp phải những khó khăn như là không có view, chuyển đổi thấp, rồi đau đầu cạnh tranh với hàng ngàn đối thủ trên sàn thương mại điện tử. Bạn sẽ gặp phải những khách hàng khó tính, những đối thủ chơi xấu, nhân sự nắm được quy trình lỗi nhầm nhiều. Rồi khi bán được hàng thì lại va phải overselling, đau đầu hàng tồn, hàng thừa, hàng thiếu. Sẽ có những giai đoạn bạn bị cuốn vào guồng quay không ngừng nghỉ của Shopee, một ngày làm 12 đến 16 tiếng không phải là hiếm. Có những bạn kêu với mình từ ngày làm sàn, tuần em gặp con chắc được 2-3 lần. Sáng đến kho lúc con còn chưa dậy, đêm về thì nó đi ngủ mất rồi. Bạn sẽ phải đánh đổi thời gian, sức lực ở một giai đoạn nào đó trong sự phát triển shop của bạn trên sàn thương mại điện tử. Thế giới rộng lớn và có quá nhiều thứ cần quan tâm, bạn phải tự cân bằng. Và tất nhiên nó không hề đơn giản như clip idol top top nào đó nói cho bạn là có một tấm bản đồ kinh doanh trên thương mại điện tử và bạn làm theo là có thể có được 1.000 đơn mỗi ngày. Bạn phải xác định cho mình một tinh thần sẵn sàng đương đầu với khó khăn, bền bỉ trong suốt một thời gian dài. Shopee nó là một cuộc đua marathon 42 km, chứ không phải là chạy 100m thật nhanh, phá kỷ lục của Usain Bolt trong 9.58 giây. Và nếu bạn đủ kiên trì, đủ kiên nhẫn, đủ kiến thức và một chút may mắn thì không ai có thể cướp lấy cơ hội kinh doanh trên Shopee của bạn cả. Lời khuyên thứ hai, xác định kỹ sản phẩm, bán cái gì, bán như thế nào trong nguồn lực của bạn. Định vị sản phẩm trên sàn rất quan trọng. Bạn đã từng nghe nhiều câu chuyện, bạn A chỉ đăng mỗi sản phẩm lên cũng không làm gì nhiều, bán được xxx đơn hàng ngày. Tuy nhiên, bạn không thể bán đúng thứ đó lại được. Ví dụ trong Zalo group mấy anh em thương mại điện tử nhà mình, có một bạn gửi link cửa hàng bán xốp dán tường, bán 57.000 sản phẩm trên một tháng và hỏi mình là em bây giờ bán sản phẩm này được không, thấy người khác bán được thì ham. Mình trả lời là được bạn ạ. Tuy nhiên, bạn có thể liệt kê cho mình trên 3 điểm bạn có thể làm tốt hơn xốp đó. Ví dụ, nguồn hàng giá tốt hơn trên 10%, traffic miễn phí TikTok hoặc group Facebook xịn sò hơn tỷ lần, shop tối ưu hiển thị hơn, loại sản phẩm tương tự nhưng tốt hơn, hình dáng đẹp hơn, có thể dễ dàng sâu ra được, hoặc bạn có sẵn hệ thống vận hành chi phí thấp hơn bên đó. Còn nếu không thấy hơn gì thì thôi, đi tìm sản phẩm khác mà mình có lợi thế hơn mà bán. Cạnh tranh thì lấy điểm mạnh ra mà chơi, chứ sao yếu mà lại thích ra gió. Việt Nam toàn sàn Shopee có đâu đó 15 triệu SKU, trong khi Taobao hoặc là Tmall thì có tới 1 tỷ sản phẩm, gấp gần 70 lần. Chẳng lẽ bạn lại không tìm được một sản phẩm nào đó bạn có lợi thế? Đi đầu cũng là một loại lợi thế. Mình không phải là người bán máy in đầu tiên trên Shopee. Tuy nhiên, máy in nhiệt dành riêng cho Shopee thì là máy Shopee nhà mình, lúc mà chưa ai bán, chả phải thị trường là của một mình bạn hay sao? À, đến đây bạn sẽ bảo là khó tìm sản phẩm, khó làm thị trường. Thì từ năm 2019 cho đến nay, năm nào mình cũng có những sản phẩm mới cạnh tranh tốt như vậy. Ví dụ gần đây nhất là shop môn ổ cắm điện cũng vài tháng on top. Nếu cho mình 6 tháng để phát triển một sản phẩm, mình sẽ dành cho 3 tháng đầu chỉ nghiên cứu sản phẩm cũng như tìm lợi thế của mình trước khi lao vào trận chiến máu lửa của sàn thương mại điện tử. Người ta bảo trâu chậm uống nước đục, nhưng trong trường hợp này có lẽ là không. Thà chậm còn hơn là lao vào chiến đấu, trong khi cốt lõi của mình là sản phẩm thì lại yếu. Và sau này càng sửa càng mệt, càng đẩy mạnh thì thuyền càng chìm nhanh hơn. Lời khuyên thứ ba là học tập các kỹ năng, các kiến thức phục vụ cho làm sàn full stack. Kiến thức đầu tiên là thẩm mỹ, hay nói tuyệt ra là Photoshop chỉnh sửa ảnh.
Nếu nói về một trong những điểm giống nhau của các bạn top seller mà mình được biết gần đây thì 99% là lung linh hình ảnh. Các bạn xin được cả banner ngành hàng vì ảnh quá đẹp. Hàng tốt hơn thì khó thể hiện, nhưng ảnh đẹp hơn thì ai cũng biết và dễ dàng tạo ra sự khác biệt so với 99 phần còn lại của sàn chỉ sử dụng ảnh có sẵn, ảnh Trung Quốc. Vậy thì online học ở đâu? BigBest có 1 tỷ template sẵn có chuyên cho sàn thương mại điện tử. Hoặc lên YouTube search một loạt từ khóa học Photoshop căn bản cho các bạn hiểu từ đường thẳng, màu sắc, typo, họa tiết cho đến việc trồng từng layer cũng như việc tạo template chuẩn cho shop sau này. Một tay chuyên thì bằng 10 tay mơ, nên hãy cố gắng học từ từ, đừng nhảy cóc kẻo sau này bạn phối màu hay typo trên ảnh của bạn như shit thì lại hối không kịp. YouTube thì miễn phí và trên này thì có hàng trăm video có thể dạy bạn Photoshop. Bạn để ý shop nhà mình hình ảnh luôn lung linh cũng là do Photoshop. Tiếp theo, bạn cần biết thêm về marketing thương mại điện tử. Trợ giá của sàn free ship càng ngày càng ít, bạn phải chủ động luồng traffic của mình bằng các chương trình marketing hợp lý, phối hợp các chương trình nội sàn, ngoại sàn làm sao cho tối ưu. Marketing free hay trả phí thì tốt hơn cho bạn. Và dần dần bạn sẽ phải tìm ra những kênh marketing mà bạn làm tốt hơn đối thủ rất nhiều. Mọi người có thể tìm hiểu trên một số cộng đồng marketing như là Nhặt Tiền Shopee, Tâm Sự Content, v.v. Bạn hiểu cơ bản về marketing cũng như cách áp dụng tốt cho thương mại điện tử sẽ giúp bạn có căn bản để định hướng chiến lược quảng cáo hoặc là tiếp thị cho shop của bạn đúng đắn và bền vững hơn. Tiếp nữa, bạn cần có kiến thức tài chính cơ bản. Rất nhiều người không quan tâm đến cái này lắm, chỉ quan tâm nhiều đơn là sướng mà không biết rằng lãi không hiểu tại sao lại âm. Đặc biệt trong những ngày gần đây, Shopee tăng phí vô tội vạ, cũng như việc tham gia các chương trình khuyến mại luôn bị ép giá sau giảm thấp hơn giá trước, khiến seller không cẩn thận các con số mà chơi hết đến khi hoàn hủy rồi phí tăng, nghìn đơn nhưng âm một mớ. Riêng mình khuyến nghị các seller muốn phát triển bền vững lâu dài thì cần tìm hiểu và học hành chỉnh chu cho mình phần tài chính. Các con số thì luôn phải rõ ràng trên Excel, Google Sheet. Có rất nhiều khóa học Excel bạn có thể tìm hiểu trên YouTube có đủ hết cho các bạn quản lý từ cơ bản đến nâng cao. Sau đó bạn có thể xây dựng cho riêng mình một file quản lý sàn có giá vốn hàng bán, giá bán bình thường, giá khuyến mãi, phí sàn, phí free ship extra, hoàn su, trợ giá ship, tỷ lệ hoàn, chi phí marketing hay đơn hàng, v.v. Doanh số lợi nhuận cần phải rõ ràng trong file để bạn có thể đưa quyết định hàng ngày, hàng tuần. Tiếp nữa là kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, Shopee University. Nơi này luôn update cho các bạn những quy định mới nhất, những cập nhật công cụ tốt nhất. Ví dụ khi Shopee mở Grab hoặc Now thì có ngay video hướng dẫn cách xác nhận đơn ra sao, chuẩn bị, thu tiền thế nào cho hợp chuẩn. Shopee có các lớp trên YouTube, Livestorm, nếu bạn tập trung 3 tháng ngày nào cũng vào lớp học thì sau này quay lại bạn sẽ thấy mình tiến bộ rõ rệt. Và cuối cùng là Time Management, quản lý thời gian. Hầu hết seller đều giống mình, tương đối tù trong khoản quản lý thời gian. Học tốn thời gian, thiết kế cũng tốn thời gian, đặt hàng ngày nào về cho kịp hàng, rồi làm sao cho kịp campaign, lúc nào cũng thấy bận rộn mà việc lại không hiệu quả. Sau quãng thời gian trông như là bận rộn, mình cũng nghiên cứu một vài cuốn sách về sự tập trung và quản lý thời gian sao cho thông minh và mình tìm ra được một số key cho việc quản lý thời gian trong khi phát triển shop của mình. Thứ nhất, cần rõ ràng mục tiêu và kế hoạch chi tiết. Có rất nhiều shop có mục tiêu top ngành, doanh số 5 tỷ. Nhưng tháng sau chẳng có đơn nào, traffic thì lèo tèo và không có chương trình marketing nào cả. Mục tiêu lớn giúp bạn có động lực, cảm hứng để làm việc. Khi mình bán hàng trên Shopee doanh số 1 tỷ một tháng, sẽ tự mua cho mình chiếc iPhone 11 và khi đặt mục tiêu doanh số đạt 10 tỷ một tháng, sẽ mua một chiếc BMW chẳng hạn. Nó sẽ tạo động lực giúp bạn làm việc chăm chỉ hơn và máu lửa hơn. Với mục tiêu, bạn sẽ cần lên kế hoạch chi tiết và lại là Excel. Càng chi tiết, càng cụ thể và càng dễ thực thi càng tốt. Ví dụ mình muốn 100 đơn hàng một ngày với tỷ lệ chuyển đổi trung bình khoảng 5% thì bạn cần 2.000 traffic truy cập vào shop của bạn hàng ngày. Bạn có thể nghiên cứu tỷ lệ traffic hiện tại của shop. Nếu là 1.000 không đủ thì cần kéo thêm bằng seeding trong nghiện review, nghiện Shopee hoặc up video lên YouTube, TikTok kéo về Shopee chẳng hạn. Vẫn thiếu thì chạy ad Shopee và lúc đó lại quay trở lại tài chính xem chi phí như thế nào là hợp lý. Thứ hai là tạo to-do list. Mình dùng chính Google Calendar và Task để quản lý công việc hàng ngày.
Trước đây mình thường thức khuya 1 đến 2 giờ sáng, nhưng rồi sau này thấy hại sức khỏe quá nên chuyển ra ngủ sớm và dậy sớm hơn. Công việc hiệu quả thì khó nhận ra nhưng tăng được 5 cân là có thật. Mình trước siêu gầy. Thường một ngày mình sẽ cố dành ra 30 phút vào Tmall, Taobao nghiên cứu sản phẩm mới. 30 phút ngó qua đối thủ trên sàn. 1 tiếng ngồi check hoạt động của shop qua các group Zalo. 30 phút học thêm những thứ mới. Còn lại thời gian là làm các việc phát sinh và 187 cà phê. Thứ hai là review số liệu hàng tuần, hàng tháng theo số liệu của Shopee, theo báo cáo doanh số, báo cáo tồn trên kiosk Việt, check báo cáo tài chính xem doanh số, P&L, marketing, lịch hàng về, v.v. Lời khuyên thứ tư là không được lười. Hầu hết những người máu me tỷ phú khi làm Shopee thì bao giờ chừng tới 99,99%. Đơn giản là nó rất nhiều việc mà lại lãi chậm và mãi về sau bạn mới có thể sờ được lãi. Chả có ông nào lãi ngay từ đơn đầu tiên, tuần đầu tiên hay tháng đầu tiên cả. Mình quen một shop thời trang cũng top Shopee doanh số năm 2021 khoảng 50 tỷ. Tuy vậy bạn chủ shop vẫn chăm chỉ cặm cụi quản lý làm từ sáng đến đêm. Từ livestream, chăm sóc khách hàng, quản lý nhập hàng, không có thời gian đi kiếm người yêu, suốt ngày than chán vì bận việc. Mình cũng không hoàn toàn đồng ý việc quá chìm đắm vào công việc như vậy. Tuy nhiên, những người thành công trên sàn mình chưa thấy ai lười cả. Và đặc biệt là giai đoạn đầu, cần sắn tay vào làm từ A đến Z, từ bốc hàng, đóng hàng, dán băng dính, ngày sale thiếu nhân sự, sếp cũng sắn tay vào mà quẩy hết. Rất nhiều người nói, bận thế thì thuê dịch vụ bên ngoài, build shop, chạy ads, làm hình ảnh, tư vấn, bla bla. Ai chả biết là thuê thì mình đỡ việc hơn, nhưng cần cân đối rất nhiều thứ chi phí cũng như hiệu quả công việc. Và tất nhiên, các shop nào mới mở doanh số chưa có nhiều, cái gì cũng thuê thì e là không qua nổi con trăng thứ hai. Chăm chỉ là yếu tố tiên quyết. Nếu bạn nghĩ làm việc 8 tiếng một ngày cuối tuần đi du lịch thì chắc là sẽ không phù hợp với bộ môn thể thao Shopee. 22 giờ là khung giờ traffic vào shop nhiều nhất. Nếu lúc đó bạn đang trong chăn ấm, ôm người yêu ngủ, đặc biệt trong thời gian đầu thì bạn không phù hợp với làm sàn đâu. Một trong những người bạn mình trong Hồ Chí Minh có chia sẻ là hồi đầu mới làm do cũng không có gì nổi bật, nhưng bạn đó lại có chiến lược rất hay là tập trung vào khung giờ buổi tối từ 20 giờ đến 24 giờ, thậm chí có hôm máu quá cày đến 1 giờ sáng là khoảng thời gian các shop bình thường họ nghỉ, còn em cày mạnh nhất, chăm sóc khách hàng, tư vấn bán hàng, livestream bán hàng, seeding group. Sáng hôm sau 7 giờ có mặt ở kho xử lý đơn hàng. Thứ năm là sự khác biệt về traffic ngoại sàn là mấu chốt. Nếu anh nghĩ rằng bây giờ làm mấy cái ảnh đẹp, rồi up tiêu đề chuẩn SEO lên hoặc máu nữa làm tí đơn nào, rồi chạy quảng cáo để lên top bán ngàn đơn thì cũng khê lắm rồi. Shopee ngày càng thông minh, nên việc làm vậy hiệu quả hay không là cả một dấu hỏi to đùng. Nếu bạn là người mới trên sàn thương mại điện tử, một trong những cửa rất sáng hiện nay là đi lên từ kênh traffic tốt. Mình có quen một idol TikTok, anh ấy chia sẻ shop doanh số x6 trong 3 đến 4 tháng, hầu hết là do traffic từ kênh TikTok của anh ấy và bạn bè trên TikTok kéo về. View cao hoặc là nhiều cảm xúc thì tỷ lệ chốt đơn cao hơn rất nhiều traffic nội sàn. Mình bán ổ cắm điện thì 2.000 đơn hàng đầu tiên đều từ nguồn traffic từ Facebook cá nhân, mọi người tin tưởng tặng thêm mã giảm giá là chốt đơn. Ngay từ đầu bán sản phẩm gì mình luôn đặt câu hỏi, mình sẽ kiếm traffic ngoại sàn chất lượng ở đâu, có đáp án rồi thì mới triển khai. Thứ sáu là trung thực. Trung thực với khách hàng, với trải nghiệm của khách hàng, với đối tác và với sàn thương mại điện tử. Một trong những điều tiên quyết khi bạn làm sàn là trung thực. Nếu lao vào các group kinh nghiệm Shopee hoặc các bài chia sẻ ở đâu đó, sẽ có nhiều tip, trick bạn có thể đọc hiểu. Tuy nhiên, áp dụng cái gì hay không áp dụng cái gì là do bạn toàn quyền quyết định. Ví dụ, có một trick là trong khi bán sản phẩm A như là bộ quần áo thể thao, ngoài phân loại size số như S, M, L, XL, có người hướng dẫn tạo thêm phân loại quà tặng chùm buộc tóc, sau này đã đổi sang mua kèm đu sốc, rồi mua hàng đẩy số lượng lên 1.000 để tăng lượt mua cho shop nhanh chóng. Tất nhiên, có thể ở một thời điểm nào đó, có thể vẫn chưa vi phạm quy định của sàn, tuy nhiên trải nghiệm khách hàng bị sai lệch, có gì đó không trung thực với cá nhân seller. Mình chọn là biết nhưng không áp dụng, cũng kệ những ai đó áp dụng, không có đúng sai mà chỉ là không phù hợp với mình mà thôi. Đối với nhân sự thì minh bạch quy chế lương thưởng, tình hình hoạt động của công ty. Đối với đối tác nhà cung cấp, đối với Shopee, nếu minh bạch hoàn toàn về giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ và hoàn thiện được phần thuế nữa thì hoàn hảo. Ăn no ngủ kỹ kê cao gối mà nằm đến sáng không sợ giật mình.
Thứ bảy là đi học trả phí hay không. Nếu bạn thấy trên TikTok, Facebook, Google quảng cáo rất nhiều về các khóa học từ 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu đến cả 100 triệu học Shopee, rất nhiều người hỏi là có nên học hay không. Câu trả lời của mình là nên. Khi bạn đã kinh doanh có lãi, đủ trang trải chi phí đó một cách thoải mái và bạn tự nhận thức được nội dung kiến thức đó phù hợp với bạn, sẽ có thể giúp cho shop bạn làm chuẩn hơn, tốt hơn trong tương lai mà hơn được số tiền đầu tư bỏ ra, thì chơi thôi, 100 triệu cũng chơi. Mình thấy một điều rất hay ho là những người top ngành, họ cũng đều đi học ông A, ông B cả. Tuy nhiên họ lại dễ hiệu quả và thành công hơn, đơn giản là họ giỏi sẵn và việc áp dụng chỉ một chút thôi đã gỡ về được tiền học phí, nên tội gì mà không học. Còn những người trang giấy trắng thì càng đi học càng đau đầu, không biết bắt đầu từ đâu, ít thực hành rồi trắng vẫn hoàn trắng. Học Shopee, học về thương mại điện tử, thực tế là một quá trình vừa học, vừa làm, vừa thử, vừa sai liên tục. Nó khác rất nhiều với cách học trong 12 năm học cộng 4 năm đại học, đến lớp ghi chép rồi làm bài test hoặc thi cuối kỳ. Còn tâm lý, học là để bán được 1.000 đơn, học để giống ông thầy đó, có nhà Vinhome, có xe mẹc như ông thầy đó sâu thì không. Vì đâu phải là có tiền học vài ngày, bạn sẽ chạy nhanh được như Usain Bolt dưới 10 giây cho 100m. Thứ bạn cần là làm sao hoàn thành được cuộc đua marathon 42km cơ mà. Cân nhắc và cân nhắc. Kiến thức ngày càng nhiều, càng tạp phí lù thì ai cũng có thể mặc vest trở thành chuyên gia. Mình nghĩ các seller mới bây giờ cần học được kỹ năng là đọc thật nhiều để hiểu được không làm cái gì, chọn lựa không nghe theo ông A, ông B để tự mình làm rồi đúc kết lại khéo lại tốt hơn. Lời khuyên thứ 8 cũng là lời khuyên cuối cùng, đó là kiên nhẫn thực hành và chờ đợi. Sau một đêm, Lọ Lem biến thành công chúa chỉ có trong chuyện cổ tích mà thôi. Nên nếu muốn thành công trong cuộc đua marathon 42km của thương mại điện tử thì hãy kiên nhẫn học tập, từ từ rồi thực hành. Và biết đâu đấy bạn tìm được một sản phẩm ngon, một người sếp giỏi, một công ty phù hợp. Lúc đó mọi người nói là bạn may mắn, nhưng thực ra bắp chân của bạn đã to hơn từ 1 đến 2 năm trước rất nhiều rồi. Và đó cũng là lời khuyên cuối cùng trong bài viết của tác giả. Các bạn cũng có thể theo dõi thêm những nội dung thú vị về thương mại điện tử qua kênh Postcard của tác giả Trà Vô tại link trong phần mô tả nha. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Andy, xin chào và hẹn gặp lại!